Thưa quý vị, vợ chồng bà Mai Thị Trúc Mai và ông Nguyễn Văn Lương, ngụ thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, gửi thư đến chương trình hộp thư truyền hình, kiến nghị được cấp nền tái định cư khi đất của vợ chồng bà bị thu hồi để thi công đường cái mép Long Sơn. Gặp và trao đổi với phóng viên, vợ chồng bà Mai Thị Trúc Mai cho biết, năm 1999, vợ chồng bà được bà Nguyễn Thị Hạnh cho phép sử dụng hơn 4.000 mét vuông, gồm mặt đất và mặt nước tại thôn 2, khu Bến Đá, xã Long Sơn. Gia đình bà Mai đã cất căn nhà cấp 4 và cải tạo đầu tư để nuôi trồng thủy sản trên phần diện tích mặt đất và mặt nước từ đó đến nay, không tranh chấp với ai. Khi nhà nước tiến hành thi công dự án đường Long Sơn cái mép, toàn bộ diện tích mặt đất và mặt nước gia đình bà Mai đang sử dụng bị thu hồi. Theo bà Mai, diện tích mặt đất và mặt nước gia đình bà canh tác mấy chục năm nay, nhưng khi bị thu hồi, gia đình bà không được bồi thường hỗ trợ. Vì theo ngành chức năng, gia đình bà lấn chiếm đất rừng phòng hộ, nên dù gia đình bà đã có đơn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng không được xem xét giải quyết. Tôi xin cứu xét nhà nước, cứu xét lại ban ngành, cả đoàn các cấp, cứu xét lại cho tôi một cái chỗ ở, đặng ổn định, đặng vợ chồng tôi có cái chỗ ở, đặng sinh sống. Chứ hồi xưa giờ là tôi ở cái mảnh đất đó là tôi nuôi con tôi ăn học từ hồi xưa tới giờ, 20 mấy năm rồi. Trao đổi về vụ việc của vợ chồng bà Mai, ông Lương, ông Lê Nguyễn Quang Nguyên, công chức địa chính xã Long Sơn cho biết, phần diện tích mặt đất và mặt nước gia đình bà Mai, ông Lương canh tác nhiều năm qua là đất thuộc quyền quản lý của nhà nước. Chính vì vậy, khi tiến hành thu hồi đất để thi công dự án, gia đình bà Mai không được bồi thường. Về kiến nghị của vợ chồng bà Mai, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản trả lời cho vợ chồng bà. Các văn bản này đều khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết kiến nghị của gia đình bà Mai, ông Lương. Đối với trường hợp của Nguyễn Văn Lương thì trường hợp ông này sử dụng đất có nguồn gốc là thuộc sông Rạn. Ông Lương đã lấn chiếm đất sông Rạn để nuôi trồng thủy sản, nuôi hào ở dưới sông. Ủy ban xã đã báo cáo thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp lấn chiếm này. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tuyến đường Long Sơn cái mép thì trường hợp này cũng không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ. Ông Lương đã có nhiều kiến nghị và Ủy ban phố đã có văn bản trả lời với nội dung bác đơn của ông Lương. Tuy nhiên, nhận thấy hoàn cảnh ông Lương cũng có nhiều khó khăn, Ủy ban xã Long Sơn đã vận động chủ đầu tư và đơn vị thi công đã hỗ trợ cho gia đình ông Lương 100 triệu để ổn định đời sống.